Chú ơi, cho con hỏi là mình đang tổ chức lễ hội gì vậy ạ? À, trong dạ cầu ngư. Ủa, năm nay là năm gì là mình mới tổ chức à? Năm nào tổ chức đó? Dạ. Năm nào vậy đó? Dạ. Cái lễ hội này á, mình có ý nghĩa gì đối với bà con dân mình à? Chúng đứa con nhà ngon ở đây là một năm ấy, là thường là coi như cái rằm tháng năm ấy, hay là nó có tế là cũng có 13, 12 hoặc 14 ấy, là cái ngày nó được thì dạng là hát tháng năm là cứ ví dụ như 12 hoặc 14 ngày rằm là năm nào cũng đều là hát hết trời. Yeah. Mà một nội dung luôn á là hát cái lễ cầu ngư. Để cho là mưa thuận gió hòa là mang là ăn năm hay là được đạt là nhiều cái chuyện may mắn như vậy. Cái ý nghĩa là thế như cái lễ hội này là mình tổ chức dùng đỡ cầu cho mưa thuận gió hòa, đỡ bắt đất bắt ké là mà ăn bắt ké nha. Dạ dạ. Thường thường lễ hội này diễn ra thì mình có những hoạt động như thế nào à? Đơn giản nói cho nghe cháu nói cho nó hoạt động ấy thì coi như là mình không liên quan gì nó là thuộc về chính quyền. Còn đây là đầm dạng là có điều ấy, là cầu cho mưa thuận gió hòa làm ăn là bội thu nhiều được cái kết quả công việc là coi như gặp nhiều cái may mắn. Ba chính là hát ở trên chùa trên lên ấy, là hát cầu là ông năm ấy, cũng hát ở dưới chùa là cầu là dân hồn của bác chùa là vậy. Dạ. Vì là ở dưới chùa là thờ cô bác bà cậu, còn hát ở trên lên con hai đêm với chùa hai đêm hát lên lên là hát là cầu ông năm cái cũng như là hát cái mình tại cái ông năm hải là coi như hầu tự là làm biếng là ông là ghi cụ đồ hầu chết chắc đồ ấy là nhiều lần là ông đưa người vô nên là ông năm hải là ông đen ấy là coi như ông vô là coi như dạng là đem về là tôn rất đàng hoàng thơ của ông đàng hoàng rồi là đưa về lan thờ rồi là hàng năm là hát ở trên ví dụ như bốn đêm ấy, là hát ở trên hai đêm là hát là cái nội dung là hát về cái còn phòng quán còn cái như thứ hai là về với chùa là hát cái là cô hồn các bác. Dạ con cảm ơn chú. Mình tổ chức mấy ngày mấy đêm ạ? Bốn đêm luôn. Cúng trước một đêm năm đêm. Dạ cúng trước một đêm là năm đêm. Là mình cúng xong là mình sẽ tổ chức những cái hoạt động vui chơi như là bơi thuyền. Con có nghe bạn không cần. Dạ. Hãy nói cho cháu nghe, bây giờ cái tổ chức cái lễ hậu cầu ngư nghe không? Dạ. Cái đây là một cái lễ hậu đàng hoàng cũng như là bốn cái hồ dừa. Có ông bà đàn ông. Dạ. 1 2 3. Đến đầu bây giờ. 1 2 3. Cho nên là hàng năm là theo cái tục lệ của địa phương là dòng biển không có một cái dòng biển hết. Biển. Cứ đúng ngày 15 tháng ngày nọ ngày rằm tháng năm âm lịch là các cái hàng chủ nghề này đi làm ăn ở từ Bắc Trung Nam, từ các miền Bắc vô tới miền Nam đến cái giờ này là tập trung về để chi, để trước là tập trung lo cúng kính sau nữa là bàn bạc góp ý trong cái việc làm ăn của người dân. 1 2 3. Và cái tiền hiền đây là một cái tiền hiền của các cái người khai khoáng khai canh để đặt nên cái tiền này, do đó cho mình giữ cái phong tục tập quán của địa phương, để không bao giờ là bỏ được. Mà đây là cái lễ hậu nó nhằm phục vụ cho cái tín ngưỡng, tâm linh tín ngưỡng của các cái tiền bối trước đây để lại, của ông cha ta để lại gì, đặc biệt. Thì trong lễ hậu gồm có là cúng kính, cầu an cầu siêu, rồi là cúng kính, rồi là nhạc đường, rồi tổ chức là bao. Nó có tổ chức bằng nữa. Đua thiền. Tổ chức đua thiền để nhằm phục vụ cho là người dân là nơi riêng của cái tổ chức này và nói chung trong cái xã Mỹ Thép. Tiền hiền đây là một cái tiền hiền của các cái người hay không hay dân để đặt cho nên những cái tổ chức đi phòng tập trung được không bao giờ bỏ được.
đây là một lễ hội nhằm phục tín ngưỡng, tâm linh tín ngưỡng của các cái truyền thống trước đây là bảo vật ở đây này. Tâm lễ hội gồm có là cúng kính, cầu an siêu, cúng kính, rồi là nhà tín ngưỡng tốt nhất là bao. Có năm thì nghĩ cái chuyện kêu co quấn bóng rồi đua thiền, nói chung là cứ xây quanh xây lại rồi tổ chức chuyện như vậy. Lên là mấy cháu mà về quay lại cái đưa lên các thì năm nào là muốn đưa cái thông báo cho các con được về dự ngày hội đọc kia không? Dạ. Điều diễn ra lễ cúng kính đại khách xong rồi đua thiền, bao đua thiền đánh bóng làm chuyện này. Cô mình hát tuồng gì ạ? À, tối nay là diễn Ngũ Hổ Bình Nam. Ngũ Hổ Bình Nam ạ. À. Cô Ngũ Hổ Bình Nam. Dạ. Còn này là đoàn tuồng An Nhơn 2. An Nhơn. Mình ở An Nhơn ạ. À. Mình ở Nhơn An Nhơn và dạ. Cái tuần này gồm mấy nhân vật thì tuần này á đông lắm. Địch Thanh, ông Cứu Trại Ba, Địch Long, Địch Vũ, Dương Loan Anh, đoàn Hồng Ngọc, đoàn Hồng, Lưu Khánh. Dạ. Ủa tướng. À, cô đóng qua gì ạ? Cô đóng đoàn Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Dạ. Như một mình trang điểm này là một mất bao lâu mình mới thành? Thời gian bao nhiêu lâu ạ? À? Dạ lâu. Trang điểm như thế này là lâu lắm. Dạ, như cô trang điểm là phải là một tiếng trên một tiếng. Wow. Đó là hoàn chỉnh luôn đó. Hoàn chỉnh luôn. Ừ. À, dạ là cái này mình xuống mình phải chuẩn bị ngay từ đầu. À đúng rồi. Dạ. Ừ, tối là mình phải làm chuẩn bị. Cô đến từ bắt đầu từ mấy giờ cô đã chuẩn bị rồi ạ? À cô này cô quá trang lại 5 giờ rưỡi. Dạ bây giờ chắc cũng tầm 7 giờ. Cũng còn mấy giờ. Ăn cơm 4 giờ đã ăn cơm rồi. Sớm á. Sớm để làm có công chuyện mà con. Dạ. Sớm được kia mình ăn. Ngày nào cô cũng kiểu như là năm nào là cô cũng đi tất cả các nơi. À đi còn đi cũng nhiều chỗ. Dạ. Có mười lăm là ở đây tổ chức cúng, 16 là đoàn biểu diễn. Dạ. Là người lên sân khấu trước đây cô? À, cô không có lên trước. Chủ đề trước nè. Chú đầu tiên chắc là chú quen rồi nên là không có cảm thấy hồi hộp. ngồi à. Dạ. Dạ. Chú là diễn viên. Chú vào ngờ được bao nhiêu năm rồi ạ? À? Chú tròn 30 năm. À, lâu quá. Chú đi từ hồi 14 tuổi rồi mà. Vừa học văn hóa mà vừa học. Dạ. Quá giỏi. À, mình là cái này thuộc là gọi là thể loại hát tuồng hay hát lanh hát tuồng à? Hát tuồng hát tuồng hát lanh là có nghĩa là hình thức cầu ngư. Dạ. Nhưng mà nó cũng cái hát tuồng của miền Trung mình nó cũng gắn liền với cái tâm linh của cầu ngư của dọc biển Duyên Hải của mình đó. Dạ. Là cái truyền thống nó vậy. Dạ. Cũng là đặc thù cho miền Trung. À. Từ lúc mà chú vào nghề chú đã đi được hết bao nhiêu tỉnh, đi hết nước rồi mình chưa? Nói chung là cũng như gần hết nước rồi. Cái miệt mà từ Đà Nẵng mà đến Vũng Tàu, dạ. Duyên Hải, cũng miền Trung chủ yếu. Những nơi nào có biển là chú đi hết? Giờ cũng có đi mấy cái tỉnh trên kia mà dạ. Ít, rất là ít. Dạ. Mấy tỉnh mà cao nguyên rồi ít. Chú vô trong vai nào hả chú? Đêm nay chú Địch Thanh. Nguyên sói Địch Thanh. À, có thể gì hát cho cô một hai cái câu được không? Biểu biểu biểu. Tết gọi là Tết Tết một hai câu. Biểu diễn. Dạ cho khán giả với cộng đồng mạng nó biết. À, một vài câu thôi ạ. Xưng tên là Địch Thanh hơn. Dạ. Tôi nói cho bản thân luôn. Phụng Thánh Chí Minh Nam ngã Địch Thanh nguyên sói. Dạ. Qua. Cảm ơn chú. Ủa cái mấy cái này là cái gì vậy? Thấy người ta hát cảm xúc nó hay quá, người ta tặng lại lên. Nó được gọi là cái gì? Và hay đi coi hát tuồng hát lanh không ạ? Coi hay coi. Coi thích lắm à? Về ngồi ngồi chơi cho con hỏi.
chi khi nào giải chi lên có bạc nó bó cái đấy nó tranh lên nát thì nó xuống rồi đó là trộn có tiền đó à, có bạc bó vô khi giai đoạn nào mình mới quăng tiền lên hát cái khúc nào hay nó tăng lên khúc nào dễ là nó không quay mà một tiếng là một người chứ không có một người đâu mà sao cũng thấy lâu lâu mới có một người lâu lâu mà sao cũng thấy cái dù chắc nó nhiều dữ đấy nó để đi chuẩn bị cái nào đánh đánh cái nào bỏ tiền thì nó quay lên cái quăng quăng cái dùi trống lên luôn hả? Quăng dùi trống lên nên nó bự. Cho con thấy nó cái rổ mà nó đựng mấy cái cây chi á bà. Thí. Thí. Đó là thí một cái rổ thí là 5.000 hay là 10.000 thì nó bưng cái rổ thí nó vượt lên. Như mấy cái đấy tượng trưng lại như năng lượng như kiểu hồi xưa đúng không? À. À. Kẹp tiền vô. Bây giờ là nó bỏ tiền nhiều, cái đó nó thí. Dạ. Con lại nhậu em. Dạ. 5.000, 10.000 nó quen lên là bằng hát cứ quen lên chút bằng hát bằng hát bằng bữa lên trên nó quen lấy bạc nó quen dùng xuống. Chắc là bà hay thích cơ, bà không bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn này rồi. Bà có, cho hỏi bà có hồi nào quen năng lượng lên đâu à? Quen luôn. Quen chút mạnh luôn. Quen chút mạnh luôn. Quen luôn. Nó đi hay nó thương chút mạnh luôn. Dạ. Một dù hai dù nó quen tay đâu mấy cái. Không, lúc này nó như vậy chứ mình không nhớ. Đó, chứ hồi nãy nó kêu là hiện tại không? Hai to. Nói thì nói nha. Hết cảnh góc biển luôn.